Cá chấm cỏ chỉ có thể kho và ôm thôi sao? Có phải bạn đã chán ngấy rồi không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cách chế biến cá chấm mới lạ mà bạn chắc chắn chưa từng thử qua và ngon nữa chứ. Đầu tiên, mua một con cá chấm to to xíu, cắt dọc làm đôi, lọc loại bỏ xương cá. Tiếp theo, thái vắt thành từng lát góc 30 độ, thái phi lê cá dày khoảng 3mm là vừa. Lưu ý, không được cắt đứt lớp da cá bên dưới. Nếu ngại thái, bạn có thể nhờ cô bán cá thái dùm. Chuẩn bị một bát nước lọc, cho cá, gừng, hành lá, muối, một chút rượu trắng vào trộn đều, ngâm cá trong 10 phút để khử tanh. Trong lúc này, bạn hãy cắt gừng và tỏi thành sợi, bột mẹo nhỏ để thái nhỏ hành lá, đó là cuộn nó lên theo cùng một hướng, và chỉ cần thái như này là xong rồi, rất dễ phải không? Thái xong bạn cho vào ngâm với nước một lúc, nhìn rất đẹp. Chuẩn bị thịt băm, cho thêm gừng băm, muối, hạt nêm, một ít xì dầu, rượu nấu ăn và tiêu xay để khử tanh, thêm một chút bột bắp, dùng đũa đảo đều theo cùng một hướng cho thịt băm cuộn lại. Sau đó, cho thịt băm vào miếng cá phi lê rồi cuộn tròn lại. Cuộn xong, bày ra đĩa. Kế tiếp, đun nước sôi, đặt cá vào nồi hấp với lửa lớn trong 6 phút. Lưu ý không được hấp quá lâu. Thêm hành lá và gừng đã thái sợi lên trên, đổ chút dầu đóng lên cho dậy mùi thơm. Cuối cùng, rưới thêm một chút nước tương vào. Vậy là đã hoàn thành món cá chấm cuộn thịt thơm ngon, mềm ngọt rồi đấy.